Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog kinh doanh của Dương Nguyễn tại phòng giám đốc Thor Sim quận 7. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay xuất hiện lại chương trình vlog của anh Vy. Tôi thấy nó cảm giác nó phiêu phiêu mới mẻ lắm. Tăng động hả? Tăng động hả? À, dạo này là em tập luyện nhiều, cũng có nhảy nè, đó, dancing. Thôi bớt đi nha. Ở đây là cái gian phòng giám đốc nha. Cái chỗ trang nghiêm nha, không phải là cái chỗ giỡn nha. Tự nhiên vô làm chương trình làm gì kỳ vậy? Trung tâm gym là trong đó là có gym nè, có hoạt động mà yoga, dancing nên đâm ra hơi bị tăng động. Mà nó không có hợp, nó không có phù hợp một chút nào cả. Rồi, giờ thì giờ stop luôn. Đang, giờ... đang trong cái môi trường đẳng cấp trang trọng như vậy mà em như vậy em coi thường hay giả à? Rồi bây giờ mình nghiêm túc đi. Rồi nghiêm túc đi, nghiêm túc vô vấn đề. Rồi và lần đầu tiên được bước vào căn phòng này thì em thấy căn phòng này có đẹp không? Quá đẹp, quá đẳng cấp. Mà sao nó đẳng cấp hơn so với phòng của Bình Tân nhiều quá anh ơi. Kiểu đó chỉ bình thường. Trên trần nhà cũng có đèn, rồi hai bên là kệ, rồi cái này nó sáng sủa quá. Kiểu đó chỉ là bình thường. Rồi, đẳng cấp như vậy thì tại sao em trên cương vị là một phó giám đốc hành chánh nhân sự kim sale xuất nhập khẩu mà em chuẩn bị cho anh một cái bộ hồ sơ trình ký mà nó không thể nào nó nhục hơn? Trời ơi, bất ngờ quá, hôm nay em đâu có biết là anh quay vlog đâu. Thậm chí là hôm nay em cũng không biết là mình sẽ xuất hiện trong chương trình này nên mặc luôn một bộ đồ nó hơi hoang dã tí. Chứ không biết là đã mặc đồ văn phòng. Em làm sao có thể mà đưa cho giám đốc mà tại một cái trung tâm gym như vậy một cái bộ hồ sơ trình ký bằng những tờ A4 kiểu này mà không có form, không có viết, không có sổ gì đâu mà mua tập quá vậy? Rồi cái viết này nữa. Bất ngờ quá nên là em chuẩn bị không kịp, anh thông cảm. Cái viết này nó thật kém xa hơn rất là nhiều so với những cái viết mà fan hâm mộ tặng anh. Người ta từ ở bên Mỹ người ta tặng anh cái viết, người ta từ bên Nhật người ta tặng anh cái viết. Mà em đường đường là em phó tướng, em chuẩn bị cái khâu hành chánh nhân sự cho công ty BPT. Nhưng mà em chuẩn bị cho anh cái viết như vậy. Mấy đứa này kỳ ghê luôn đó nha. Nó chuẩn bị gì mấy đứa mày nó quay cái lớp xong. Thôi cái việc đó thì em về nhà em tự rèn luyện tim em đi nha. Nhưng mà hôm nay có vấn đề nữa, em thấy cái bộ đồ này nó rộng không? Nó hơi rộng nhưng mà em cảm thấy là... Nó... Đồ mới. Đúng là đồ mới thiệt. Nhưng mà hình như là nó phải bóp cái chỗ này tí này. Đúng rồi. Đó, bóp eo một tí đúng, này. Đúng. Anh đã thấy được cái vấn đề đó. Tại vì hình như dạo này anh tập nó xuống mở một chút đỉnh hay gì đó. Nên nó gọn gọn lại. Vậy là nhà may họ may theo size cũ ạ. Với kết quả tập luyện tại Thor Sim Bình Tân và uống súp BPT dạo gần đây anh bào xuống nó cũng hơi linh lại nên cái đồ nó hơi rộng và anh có liên hệ nhà may rồi, tí xíu người ta qua đây người ta lấy đồ về ta sửa. Rồi thông báo cho các bạn vậy nha, đồ này mình không hài lòng đó. Nó không có được đậm chất fitness là cái này nó tí nè, nó không quá rộng nhưng mà nó bóp lên tí, giảm mỡ nhiều vậy đó hả, nó bóp lên tí cái tay ok và cái ngực, quan trọng nhất là cái ngực và cái eo. Là cái này nó tót lên cái linh hồn của một simmer đẳng cấp thì cái ngực của mình nó phải ôm vô một tí nữa đó. Vậy thôi, cái quần nó cũng hơi rộng đó các bạn. Nó rộng như vậy thì được cái là lợi thế là mình ngồi mình di chuyển rất là dễ, nhưng mà nó lại không mang độ sexy với vòng mông đó, khó lắm anh, mặc đồ khó lắm. Và bây giờ Duy Nguyễn sẽ có một cách để che khuyết điểm đó, che hết tất cả khuyết điểm này bằng cách đắp tiền lên nó. Em tưởng là lấy cái kẹp bằng kẹp lại đắp tiền lên nó. Rồi em relax vài phút chương trình em lấy đồ ghép mặc cho anh đi. Ok. Một gymer không tự mặc đồ được nha các bạn, cởi đồ ra cũng khó khăn nữa. Đây nó đi nó có tông, nó sẹt tông hết rồi. Em nhanh đi vô chương trình chính hao phải nhớ quá, đừng có cầm vô quảng cáo thương hiệu tùm lưng tùm la của người ta kiện chết. Dễ mở vậy quyền lực với ai á, sao vô gặp Kim Chúa là cũng dạy lại từ đầu rồi. Không có ý tứ. Thấy không? Cái áo vest này là Dương Nguyễn quay xe mạt đó các bạn. Quay lúc mà mới lấy xe về là quay xe mạt. Bởi vậy cái áo vest này của Dương Nguyễn là phải 3 năm 4 năm rồi đó, chứ không phải là đơn giản đâu nha các bạn, nên đừng nói là ấy nữa nha. Thật sự khi mà tập gym theo triết lý Lean Body là bạn đỡ tốn tiền mua đồ vậy đó. Đồ mặc hoài. Rồi để xuống, để cái áo vest xuống đại đi. Không, cái bàn này mắc cái áo vest không sao. Trời ơi, ngại quá mọi người, hôm nay mình đâu biết mình lên chương trình đâu, mình mặc đồ nó rừng rú quá. Ngại quá, sếp thì sang rồi mình thì hoang dã quá đâu. Mà nói chung là anh cảm giác nó hơi nóng rồi đó. Để anh ra ngoài anh chỉnh máy lạnh đây, kinh năm ngựa của anh lại. Nên
Nói chung người ta kẹp cái gì quá đây, cái kẹp ovet kia, rồi cái kẹp gì quên rồi, tự nhiên quên ta. Mình đó thì mình kẹp nó vô. Nhưng mà cái áo này là vừa nè. Đương nhiên cái áo này cái áo này size cũ. Đó, áo này size cũ. Các bạn thấy không? Khi mà chúng ta mặc ovet bao giờ ta phải kéo cái tay áo ra. Nó bị lỗi gì? Chưa xong thôi. Nó bị lỗi gì? Lỗi gì không? Đâu sao đây em? Tại quần mới mai mà. Còn quần cũ ở nhà nữa. Quần cũ ở nhà anh tập tạ lên được mấy cm nữa nên giờ nó ngắn rồi. Wow. Rồi thôi, phần được coi được chưa? Được. Anh không có kính, nó có bị gì không? Ok. Ok đúng không? Rồi, nói tóm lại thì phần điệu đàn đã xong. Bây giờ anh quay vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Anh muốn thưa chuyện với tất cả các bạn và anh muốn chỉ đạo luôn các em ở đây là do là những cái mạng xã hội á, nó có tính năng nó bóp cái tương tác của những cái kênh của chúng ta vì một lý do nào đó, thì chắc là chung là mình cũng tên bay đạn lạc thì nó đâu có đó thôi. Thì điều này nó khẳng định một lần nữa là cá nhân anh Duy Nguyễn cũng như là anh định hướng tới các em á, là không bao giờ mình đổ tất cả tâm sức chất xám vô mấy cái mạng xã hội. Mấy thằng mạng xã hội á, thì chúng ta nên chơi để chúng ta gọi là phát triển, chúng ta phát triển kinh doanh để chúng ta quảng bá thương hiệu thôi. Đừng bao giờ đặt niềm tin vô mạng xã hội và đừng bao giờ phát triển cốt lõi cho cái mạng xã hội. Tại vì mạng xã hội nó thay đổi từ tốn từ lưa, nó thích thì nó làm vậy, nó thích làm gì đôi khi nó còn có những cái bàn tay lông lá nó can thiệp nữa. Nó vì tiền mà, đúng không? Đối với nó chỉ là tiền quảng cáo chấm hết. Tiền quảng cáo đó. Thì do đó là anh định hướng và bây giờ á là chúng ta tập trung phát triển mảng website và cái mảng video của chúng ta. Cái mảng video chúng ta vẫn duy trì thôi, nhưng mà cái thể loại video á thì anh nói ra sẽ có nhiều bạn hâm mộ khá là buồn, tức là thể loại pizza là có thể bỏ. Tại sao vậy? Tại vì thể loại pizza đó đối với anh, nó anh làm nó cảm giác nó không có giá trị thương mại, mà trong khi nó tốn công tốn sức khá là nhiều đó, tốn công dựng, tốn công quay, tốn công này nọ kia. Nhưng mà đổi lại được chỉ là cái lượt view rộng thôi. Nhưng mà em thấy cái pizza của anh á, Milad á, là nhiều người xem lắm. Thì đúng. View rất là cao. Thì đúng là cái pizza là nhiều người coi, nhưng nó để là chúng ta một cái lượt view rộng. Tức là cái lượt view nó không mang cái này thương mại. Không tiềm năng. Đúng. Cái đó là nó phù hợp cho những đối tượng YouTuber. Còn chúng ta là những nhà kinh doanh. Okay. Chúng ta là những nhà kinh doanh, chúng ta kinh doanh dịch vụ, kinh doanh sản phẩm, thì đó nó không phù hợp chúng ta. Thể loại pizza, thể loại vlog, mà vlog thì bây giờ giữ lại vlog bất động sản kinh tế. Hai cái thể loại vlog đó nó có thể, thứ nhất là anh muốn duy trì tại vì nó giúp cho những bạn trẻ có kiến thức, có định hướng sau này lấy chồng lấy vợ, người ta mua nhà này nọ kia, nó có kiến thức rồi, đỡ bị dụ. Anh thấy này ok đó. Bắt đầu rồi anh sẽ tập trung vào những cái video stream. Stream đó nó gồm có Duy Nguyễn Kim Phổ, stream nữ tâm kinh, tâm kinh ngoại truyện, Diêm Phổ ngoại truyện. Tức là tâm cái game nữ tâm kinh là gì? Là một cái giáo án. Nhưng mà để hiểu được giáo án đó, nó còn phải có những cái lớp học phụ đạo. Những cái lớp học phụ đạo đó kêu là ngoại truyện. Tức là ví dụ như anh dẫn cô mô đồ tới, anh hướng dẫn cái này mà nó không phải là cái giáo án, mà em tập như vậy, em xây cổ tay vậy, xây cổ chân vậy, em ăn vậy, em uống cái kia, thì đó là cái gọi là ngoại truyện. Và cái Diêm Phổ nó cũng là như vậy, hay nói khác nó gọi là vlog thực hành. À, em thấy cái bất động sản kinh tế này, cái rất là nhiều người thích nghe anh nói. Có một cái nữa mà rất nhiều người thích nghe anh nói, đó chính là quan điểm sống và cách sống. Quan điểm sống và cách sống thì anh nghĩ đó nên nó vào những cái cuộc livestream thôi. Tức là livestream ai hỏi thì anh trả lời thôi, chứ anh tại sao anh phải tự nhiên anh dựng một video ra. Anh dựng một video ra giống vậy, có người quay người dựng này nọ kia để anh nói về cái đó làm chi. Ok. Nó không cần thiết. Như vậy quan điểm sống là sẽ cho vào livestream. Còn là anh sẽ phát triển mảng vlog bất động sản kinh tế. Đó. Thêm bản training đào tạo nữa. Đào tạo. Training đào tạo vẫn có video luôn. Nhưng mà video dạng kính. Tức là anh chỉ 10 chiêu, tụi em búp đích ra chừng 2-3 chiêu thôi. Có một cái vlog mà em thấy rất nhiều người thích. Đó là vlog cuộc sống đời thường của anh. Đời thường thôi. Cái đó là livestream đó. Dạng đó livestream với cầm vlog chí. Thí dụ mình livestream mình đi ăn uống ở đâu mình cảm thấy cần được thì mình quay, không có được thôi. Chứ còn mình đừng có bao giờ lấn sân qua YouTuber. Mấy cái thể loại YouTuber ăn cái gì cua khổng lồ hay là gì rắn rít hay là gì đó, tắm sông tắm ao tắm biển gì đó, đó là video YouTuber. Còn anh là gì? Anh là director.
nó đừng có thấy cái gì nhiều view là mình làm. Mình phải thấy cái gì nó phù hợp với mình làm. Đôi khi chúng ta phát triển một sản phẩm không phải view mà là một cái dấu ấn để đời. Một cái dấu ấn để đời, ví dụ bây giờ anh chỉ cần làm một video anh nhảm nhảm phòng gym view rất đông. Nhưng mà bây giờ anh đầu tư một cái Di Nguyễn gym phổ gym nữ tâm kinh tốn biết bao nhiêu tiền luôn, view rất thấp. Nhưng mà tại sao anh vẫn vô cái view thấp đó? Tại cái đó là cái di sản, nó không đơn giản là một video cho các bạn coi mà nó là di sản. Di sản để sau này đào tạo, sau này training và sau này để cho những người khác hậu thế người ta coi lại. Và những cái gì gọi là di sản và những cái gì video đầu tư thì anh sẽ up chính lên cái kênh chủ đạo là Vmail. Kênh Vmail là một cái nền tảng mà nó professional, nó chuyên nghiệp hơn YouTube. YouTube là cái nền tảng vì tiền, còn Vmail á là cái nền tảng để gọi là lưu trữ, để gọi là người ta lưu trữ là những cái thước phim hay là những cái khoảnh cái gì đó nó mang tính chất mà chất xám trong cái video đó. Đó, còn cái nền tảng YouTube là nền tảng giải trí. Đó, nhưng mà vì cái Vmail cũ á nó bị một cái thuật toán cũ gì đó mà trong quá khứ bây giờ nó bị hạn chế gì đó. Nên anh mới tạo ra một cái kênh Vmail mới. Vmail cũ là Vmail là thể hình online luôn. Còn Vmail mới là BBTSG. Đó, em có thể vô tìm Vmail BBTSG là cái Vmail là nó lưu trữ là những video dạng đó. Đó, nó sẽ không bị phụ thuộc vào thế lực nào cả. Tại vì cái Vmail là cái mình trả tiền. Mình phải trả tiền để mình duy trì cái ổ cứng ở trên Vmail á. Ủa vậy rồi mọi người rất có public không anh? Có chứ, public bình thường nó y như YouTube nó thôi. Nó cũng có người follow. Vẫn có người follow, nhưng mà ít hơn YouTube, tại YouTube là cái mạng giải trí, mạng xã hội. Nhưng mà cái Vmail này thì liệu xã hội người ta xài nhiều không nhỉ? Cái Vmail không phải là cái cho xã hội coi. Không cần. Cái Vmail là cái để mình lưu trữ ở đó, để mình dùng, để mình cho khách hàng coi, mình cho đối tác coi. Hay là mình nhúng cái video Vmail đó vào website thì nó thứ nhất hình ảnh nó đẹp hơn, thứ hai quản lý nó chuyên nghiệp hơn, và thứ ba đó là nó gọi là nó không có quảng cáo, nó không có xàm. Vậy thì một cái video á mà công ty BBT làm ra thì nó sẽ được cắt thành từng đoạn như cái cách mà tụi em đang làm hiện tại, thả lên trên bay Thor Stream, thả lên trên bay Đam Trẩu, thả lên trên TikTok. Ai coi không coi quyền họ. Đúng không? Ai coi cũng coi quyền của họ. Thì mình cứ một cái video mình làm gì đó mình sử dụng được nhiều mục đích khác nhau. Mà cái cuối cùng mình vẫn hướng đến là nếu mà nói về video thì nền tảng là chính là Vmail. Còn nếu mà nói về website thì nền tảng là website Thor Stream. Thor Stream với BBT. Đó, BBT là nói về những cái liên quan tới công ty, tới công việc. Còn Thor Stream là tất cả gì liên quan tới tập gym. Vậy thôi, tách biệt. Rồi còn một thể loại mà anh sẽ thường xuyên làm là lợi dụng cái thế mạnh của BBT quận 7 này nè. Nó có cái sân khấu ở ngoài thì anh sẽ training tức là ví dụ như vào một ngày mà một tuần sẽ định kỳ một ngày thứ bảy anh sẽ lôi hết tất cả nhân viên của 4 chi nhánh ở đây, không cần hết, chỉ đại diện thôi. Tức là ví dụ như bên BT đại diện người, sale đại diện người đó đến đây nghe training kiến thức. Đó, và quy trình nếu muốn, ví dụ như cái quy trình công việc này nọ kia thứ thì có thể em training và ăn training. Nhưng mà cái kiến thức là phải training. Không lý do gì BBT đầu tư cả mấy triệu đô cho cái máy tập Mỹ Đế 2M mà chính bản thân nhân viên mình nó còn không am hiểu hết những cái máy đó nữa. Không? Tất cả những cái giáo án tập luyện ở ngoài những cái phòng bình thường khác đem đây anh đều không chấp nhận. Nó không phù hợp với cái triết lý, cái thế mạnh của mình, trừ Bình Tân. Bình Tân vào quận 12 thì có thể là ok, có thể pha ke là tức là 50-50. No, nhưng mà sao pha ke được anh? Cái đó là cái quan điểm của anh, còn em cảm thấy không, nếu em mà không, sẽ cố gắng là em sẽ bóp chứ, em sẽ bóp theo quy trình của anh chứ làm sao mà. Rồi còn riêng cái quận 9 và quận 7 nó phải chuẩn. Tại vì quận 7 là đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh, quận 9 là đại diện cho thành phố Thủ Đức. Hai quận này nó ngang nhau, nó phải mang chất thi đua với nhau. Đó là cái định hướng của anh ở trong cái việc phát triển Thor Gym trong thời gian sắp tới. Và bây giờ nói về cái website mà anh rất tâm huyết bây giờ là website Thor Gym. Tất cả những bài viết trên đó, tất cả những bài viết mới nhất trong 2 tháng gần đây á, là hầu như anh viết trên đó. Wow. Anh viết trên đó để anh kiểm soát được cái chất lượng của bài viết và cũng như cái cách mà để mấy em này nó sell, chứ mấy em này còn non, mấy em chưa có hiểu được hết, nên khi mấy em viết bài nó không có chất. Thí dụ như bây giờ anh viết một bài ra file Word thì bên đội ngũ media người ta sẽ tìm hình tương ứng, hoặc là anh chỉ định cái hình nào luôn.
Nếu mà hình đó quan trọng thì chỉ định cái hình nằm trên đó luôn. Kích thước bao nhiêu, cắt chỗ nào, góp chỗ nào, optimize sao. Còn nếu mà cái hình không quan trọng thì bộ phận media với bộ phận post bài, ta kêu là web editor, tự họ làm việc với nhau. Đó. Còn keyword thế nào thì anh làm rồi, meta thế nào thì anh làm rồi, description thế nào thì anh làm rồi, nội dung bài viết anh cũng làm rồi, đường dẫn anh cũng làm rồi, hết tất cả thứ. Vậy anh nghĩ khoảng bao lâu? Ngày xưa anh làm web theo hình online thì chắc năm hai năm. Bao lâu để nó được mạnh? Mạnh thì nghĩ chắc giờ nó cũng có họ báo cáo trộn rồi chứ không giỡn đâu. Bây giờ nó cũng dữ rồi thì sau này thời gian tới anh sẽ đem máy tính qua đây rồi anh làm việc tiếp. Hiện tại cái máy tính này máy tính cũ, nói chung là bây giờ cái máy tính anh đòi hỏi nó cao cấp quá, ở Việt Nam chưa có. Loại gì mà dữ vậy? Cũng là iMac thôi em. Con iMac 165 triệu, với con MacBook chín mấy trên 100 triệu gì đó, ở Việt Nam chưa có. Là một trong hai hả? Không, một cặp luôn em. Các bạn này phải để một con iMac bên đây với một cái con MacBook bên đây hả? Sao nhiều. Ví dụ như con MacBook anh có thể gặp lại anh em ra kia anh họp với mấy em, anh có thể gặp lại anh em ra qua đây anh trình chiếu, còn cái màn hình led nữa anh phải đem lên trình chiếu với mấy em. Còn cái iMac là cái nó để cố định một chỗ. Vậy tổng hai con nó khoảng nhiêu em? Có gần 300 triệu thôi. Gần 300 triệu hả? Ừ. Ông thế lại thấy tốn này nha. Bây giờ em cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm chất xám này nọ kia mà nó lại rẻ hơn bộ bàn nữa, em thấy nó hợp lý không? Ồ, cái bộ bàn này 300 triệu á. Ủa em đi tiền em không nhớ à? Thì em nhớ, nhưng mà máy tính mà mắc bằng bộ bàn thì nó nội thất 300 triệu đấy mà máy tính. Ủa, đời nó có những cái nó vô lý lắm em. Nhưng một cái smartphone em cầm trên tay chất xám nó biết cỡ nào mà nó 30 triệu. Còn cái bộ đi văn, cái bộ mà giống như cái giường nằm ngủ đó có cái 5 tỷ nữa. Đời mà, cộng lông ở đâu bây giờ thẳng đâu đúng không? Thì có cần máy in không anh, để em chuẩn bị máy in đó thì có thể kết nối sau đó để in ở dưới thôi cho nó tiện, chứ phòng anh bỏ thì cực lắm. À mà anh cũng đâu có in hồ sơ. Ví dụ như anh gửi file cho tụi nó in, hay là anh tự in mà nó kết nối với cái hệ thống mạng ở dưới để cho lễ tân nó in. Chứ anh đây phòng ốc vậy cho nó thoáng, chứ máy móc nhiều quá đó giờ nó mệt. Media lát nhớ nhắc chị là phải chuẩn bị văn phòng đầy đủ cho sếp. Rồi thì vậy thì cái thông điệp của anh muốn gửi tới các bạn xem video đây là cái gì? Nãy giờ nói về BBT không rồi đúng không? Tức là khi các bạn đứng ra làm ăn kinh doanh á, các bạn đầu tư cái nền tảng mà trên mạng xã hội là mình chết. Rất sai bằng chết. Hiện tại em thấy xu hướng là người ta đang đầu tư mạng xã hội. Thì đó. Nhưng mà mạng xã hội thì người ta mới biết nhiều đến mình. Nhưng mà nó không căn cơ. Nó không ổn định đúng không? Nó không căn cơ và nó không là bản chất. Mà chỉ ăn sỏi ở thời thôi. Ý anh nói là chỉ có website là ổn định. Website cũng mạng ổn định, website vẫn bị hack bình thường. Nhưng mà cái website là cái của mình có thể phát triển hết tất cả mọi chuyện theo ý đó, và mình backup và restore lại, nó không ảnh hưởng nhiều. Hiểu không? Nhưng mà còn giờ mạng xã hội nào nó ghét bỏ tiền ra tấn công em rồi xong rồi. Nhưng mà mình phải, trước mắt là mình phải lấy mạng xã hội làm cái bàn đạp nền tảng để nhiều người biết đến mình sao đó. Không, đối với anh thì ngược lại. Anh là phải lấy cái nền tảng của riêng mình để đó. Và mạng xã hội á, thì nó chỉ là thêm, mình mang tính chất mình share bài thôi đó thôi. Đó, mình share bài, mình phát triển cho nó từ từ, cái đó là cái căn cơ bền vững nhất. Mình không cần phải tốn tiền quảng cáo. Còn cái chị... Nghĩa là mạng xã hội nó chỉ là một phương tiện, mạng xã hội nó chỉ là một cái phụ và là một cái mà gọi là thêm vô thôi. Chứ còn vẫn đúng. Cái vấn đề là bản chất đấy vẫn đúng. Là... Mạng xã hội giống như cái bộ quần áo của em thôi. Cái bộ quần áo của em có đẹp mấy, nhưng một ngày nó mất thì sao? Hoặc nó bị rách thì sao? Thì chả lẽ em con người em bị tàn lụi theo bộ quần áo rồi. Thì em thay bộ quần áo khác. Đúng không? Quá chuẩn. Em vẫn là em thay bộ quần áo khác. Chứ bây giờ em thấy không, mạng xã hội đấu đá nhau, phe phái nhau, đâm chém nhau, rì bọt nhau. Mà cái thằng làm mạng xã hội đâu có gì công lý hả? Đúng không? Chính bản thân chủ Facebook, bản thân chủ YouTube đâu có gì công lý. Mà họ gì cái gì? Mến nị. Đúng không? Họ đâu có gì đạo đức. Nó là gì? Tiền. Cái nào quảng cáo nhiều thì ok, quảng cáo đó sai, hay quảng cáo đó nó gì đó. Bao nhiêu nước trên thế giới người ta bật lộn, người ta chống lại cái việc đó. Nên chúng ta, quan điểm của anh kinh doanh, anh không đặt nền tảng mạng xã hội. Không bao giờ có. Em thấy này hay, rất hay các bạn. Và thêm một cái nữa, đối với anh trong kinh doanh, anh đặt online và offline. Cái offline là cái nền tảng cho cái online. Đó, nghe nó ngược đúng không? Thường thường người ta lấy cái online, người ta lên mạng xã hội người ta quảng cáo hổ báo cáo trồn này nọ các thứ vô nhà vô nhìn showroom thấy gớm. Phần lớn là đám đông là họ sẽ đi theo cái hướng là truyền thông online. Người ta biết đến tâm tiếng của mình, sau đó thì bắt đầu họ phát triển offline. Nhưng mà bây giờ ngược lại là anh sẽ phát triển chính mình trước. Hình ảnh
Tức là anh phát hiện cái bản thân con người anh trước. Ok, không nói gì cũng hẳn. Tức là bây giờ anh quảng cáo TH Lầu quận 7 thì cả nước dân tập gym ai cũng biết rồi, không cần bàn cãi. Quan trọng nó có vô tập hay không vô tập thôi. Nhưng mà để quảng cáo đó anh phải xây một cái building nó hùng tráng cái đã. Rồi anh nội thất nó xịn sò, máy móc ok. Rồi từ những cái căn cơ đó đó, anh muốn nói gì cũng được. Anh muốn quảng cáo làm sao cũng được. Thì nó mới mạnh, nó mới bền đó. Còn bây giờ mình nói cho lắm vào đã đời luôn. Nhưng mà ngoài đời không có gì mà người ta tới đây người ta thấy không đúng. Đúng không? Nên nó không, nó sẽ không đẳng cấp. Em có một cái ví dụ này. Tức là Hương có theo dõi một cái cô hoa hậu. À, cô hoa hậu. Thì cô này cô ấy lên cô live stream rồi cô làm các kiểu, cô quay video, nói chung là làm nhìn quần áo rất là ok. Và có một ngày là Hương tìm đến cửa tiệm của cô ấy mà Hương thấy nói sao hoa hậu mà sao mà cái cửa tiệm mà sao nó không có được xứng tầm á. Thì nó chỉ bình thường tại và, vì và sao đó và đồ cũng không cảm thấy nó xứng tầm, nên là đến đúng một lần sau đó đi về. Cái việc đó là cái việc đó bình thường, tại vì đối với họ thế mạnh của họ là phát triển thương hiệu, chứ hơi hạnh thế mạnh của họ không phải là business. Nhưng mà thực sự khi em đến để trải nghiệm cái thương hiệu đó thì em lại cảm thấy nó không có xứng với cái thương hiệu mà họ đang nổi ở trên mạng, nên là em chỉ đến đúng một lần. Mà cái chuyện đó chỉ bình thường, tại vì em đang đến với những người ta, họ là KOL, họ là những cái thương hiệu trên mạng, và cái thế mạnh của họ là họ phát triển thương hiệu, chứ không phải là cái thế mạnh của họ là họ xây dựng đế chế kinh doanh đó. Và cái này cũng là một cái bài mà khá là nhiều nhà kinh doanh dính, và cũng khá nhiều khách hàng bị dính luôn. Nó tạo ra một cái sự kinh doanh không thực chất. Thực sự cảm giác thất vọng. Tức là ví dụ như bây giờ em nổi tiếng, xong rồi em đi lăn nắp, thì cái cục lăn nắp nó tốt à. Rồi bữa sau em đi review tô phở, rồi bữa sau em đi review cái này review nọ. Tức là em đang bán cái sự nổi tiếng của mình, chứ không phải bán chất lượng dịch vụ sản phẩm. Thì họ là những người review và những người KOL, chứ không phải phát triển đế chế kinh doanh, nó chỉ là chuyện bình thường. Nên em và các bạn ở đây đi mua hàng hay đi coi quảng cáo cũng phải có kiến thức. Vậy thôi. Thì thôi, nội dung video thứ nhất nó cũng nên khép lại đây. Anh thông báo về việc thay đổi những cái gì anh sẽ làm mạnh tiếp và những cái gì anh sẽ tạm ngưng lại. Và chương trình live stream thì chắc chắn là nó sẽ ít lại rồi. Chương trình live stream nó sẽ ít lại nha các bạn. Có thể là một tuần anh cố gắng duy trì live một ngày để giữ cho không khí, giữ cho mạch, hay là giữ cho những mấy bạn fan mộ này nó có cái gì đó. Mà khi mà live stream vậy thì sử dụng công nghệ và vẫn đọc và trả lời. Còn trong những quá trình hoạt động cuộc sống của anh này thì anh ngẫu hứng anh bật một cái live stream ngắn nào đó thôi. Chứ anh không có muốn tốn thời gian để gọi là gặp những con người không cùng chung đẳng cấp của chúng ta, không cùng chung đẳng cấp với anh đó, và nó kéo anh đi xuống một vị trí thấp hơn trong xã hội và nó chán rồi. Nói chung là cũng tương đối là anh không hứng thú lắm với thời cục và thế sự đó, nên anh tập trung cho cái việc mà đế chế sim của mình. Cái việc đó nó mang lại giá trị gọi là tích cực hơn cho anh, và nó thể hiện được đúng chuyên môn, đẳng cấp và vị thế của con người anh đó. Thì video xin được khép lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về kinh doanh tiếp theo. Bye bye. Hay thì mua súp đi ba. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài.